Chào bạn Nhật, xin chào bạn nhà. Hôm nay em lên giới thiệu các bạn một cái siêu phẩm máy rửa bát Panasonic. Con này có mã là TH1. Đây là cái hàng đấu giá, hàng trưng bày bên Nhật, vận chuyển qua đường hàng không về Việt Nam các bạn nhé. Hình thức đẹp xuất sắc như mới luôn. Đấy, một con máy em để mã số 2 này, TH1, hình thức đẹp long lanh, phần lưng gần như không có vết móp nào các bạn nhé, cực đẹp, không xước. Lưng này cũng rất là đẹp này, hai bên hông rất là đẹp. Rất là nhiều bác quan tâm đến hai bên hông, như con này phần hông của nó gần như không có móp các bác nhé. Vận chuyển về cái tô này nó rất là mỏng này, nhiều khi thì gần cấn nhẹ cái là nó móp rồi. Đấy, nhiều con thì bỏ nắn, như con này thì chả nắn thì rất là đẹp. Sản xuất năm 2017. Thông số đây, seri máy đây các bác nhé, một con TH1 này. Thông số seri của đây đẹp như mới luôn, vì hàng đấu giá mà, hàng trưng bày bên Nhật đấy. Mặt mũi mê ca, con này màu rất đẹp, màu rất đẹp sang nhé. Công nghệ Gonavi TH1, nói chung là như mới tinh. Một con xuất sắc đẹp từng góc cạnh, dành cho các bác khách hàng kỹ tính nhất. Mùa đông đến rồi, các bác nào nhu cầu mua thì các bác liên hệ nha. Một con máy rửa bát hàng đấu giá rất là đẹp, máy đang phun rửa, các bác làm test phun rửa nhé. Cái kính này của nó thì chỉ nhìn mờ mờ thôi, các bạn không nhìn thấy bên trong trong suốt đâu. Đấy, phun nữa. Bên trong nội thất sạch sẽ. Nên em vừa bật xong rồi, cho nên nó chưa đun nóng nước đâu. Nó rửa với nước nóng 80 độ C rất là nóng đấy. Găng chỉ bọn này thì khó phải nghĩ, không bao giờ phải lo lắng các bạn nhé. Hàng đấu giá mà, trưng bày cực đẹp. Đây là cái khay giáp đấy các bạn nhé. Khay giáp rửa xong mới nhất cái đổ ra. Cái chiếc này hiện tại bên em đang bán là 9.900.000 đồng, bảo hành 1 năm, chưa phí viện vận chuyển, chưa Việt Nam. Các bác nào lấy thì các bác alo cho em nhé. Một con máy hàng siêu lướt mới đẹp 99%. Chào các bác.